Học các vị thần yêu thương người thế gian Các con đều là những chiếc lá trên cùng một thân cây Đều là những giọt nước trong cùng một đại dương Ba hai giáo Không một chúng sanh nào mà không có đầy đủ trí huệ của Như Lai Phật giáo giê -xu nói hiếu kính với cha mẹ Yêu thương người khác như chính bản thân mình Kỳ tôn giáo Ta chính là người cần được liễu ngộ trong tất cả kinh điển khởi phát những trí huệ trong kinh điển ta hiểu được tất cả những chân lý ở trong đó ấn độ giáo nhưng loại vốn là cùng một dân tộc islam giáo linh hồn của chúng sanh vốn nương tựa lẫn nhau do thái giáo ta là jehovah các người hãy yêu thương người khác như chính bản thân mình do thái giáo Thượng đế không có đi và đến Ngài ở khắp mọi nơi Phổ độ cho hết thảy Suy giáo Đạo trời lợi mà không hại Đạo thánh nhân làm mà không tranh Đạo giáo Thượng đế và những chân lý Đã tuyên thuyết chính là một loại ngôn ngữ Khải thị thần thánh Loại ngôn ngữ này xuất phát từ một tâm linh thánh khiết nhất Bái họa giáo Học tập Thần ái thế nhân tập 19 Tịnh Không là Pháp Sư Chủ Giảng Ngày 28 tháng 10 năm 2018 Tại Hội Hữu Nghị Tịnh Không Thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc Các vị Pháp Sư Các vị Đồng học Xin mời ngồi Xin mời xem Thần Ái Thế Nhân Trang 57 Nhất thiết cơ duyên tất quán sát Tiên hộ bỉ ý lệnh vô tranh Phổ thị chúng sanh an ổn xứ Thử phương tiện giả sở hành đạo hai đoạn kệ này dạy chúng ta học tập trí huệ của bồ tát thiện xảo phương tiện thì sự nghiệp hoàng pháp lợi sanh mới thuận bườm xuôi gió đây là chúng ta phải thời thời khắc khắc mà ghi nhớ phải học tập chúng ta đem kinh văn đọc qua một lần nhất thiết cơ duyên tất quán sát cơ là chúng ta nói cơ hội duyên là nói duyên phận cơ hội duyên phận đã gặp được rồi hiện tiền rồi vào lúc này quan trọng nhất là bạn phải thấy được nắm bắt được về mọi mặt một sự việc quan trọng nhất là đầu tiên bạn phải hộ niệm thính chúng bất luận là tại gia hay xuất gia là đệ tử nhà phật đặc biệt là những tín đồ tín ngưỡng các tôn giáo khác đầu tiên là phải làm gì đầu tiên dạy họ là vô tranh đây là nghệ thuật hoàng pháp nếu như có tranh luận vậy thì vấn đề xuất hiện rồi họ không những không có thiện ý có lúc còn sanh khởi sự phản cảm phản cảm nhất định sẽ đi đến tranh luận vào lúc này không những không thể độ chúng sanh còn khiến chúng sanh sanh khởi sự đối địch với phật pháp xanh khởi sự hoài nghi tăng dần lên một cách tự nhiên tăng lên rồi khiến họ chỉ thể hội cái duyên phận phụ mà thôi nó không phải là duyên phận chính câu nói này ở trên đại kinh phật đã nói rất nhiều luôn luôn nhắc nhở chúng ta dạy bảo chúng ta hay nói cách khác Chúng ta nhất định phải có thể thế hội được Nơi nào có Phật Bồ Tát Đều khiến hết thầy chúng sanh sanh tâm hoan hỷ Việc này rất quan trọng Họ không sanh tâm hoan hỷ Duyên phận của họ và bạn đã đoạn dứt rồi ban đầu là có thể tiếp nhận được hiện tại lại đứng ở lập trường phản diện nhau họ muốn biện luận với bạn họ muốn tranh luận với bạn vậy thì sai rồi đây chính là không hiểu được nghĩa thú mà phật đã nói ở trên kinh từ chỗ này chúng ta cũng phải có thể nhìn thấy trí huệ của phật bồ tát đầu tiên khiến cho những chúng sanh có duyên khi nhìn thấy phật bồ tát sanh tâm cảm mến rất quan trọng không thể không biết không thể không học kinh luận đại tiểu thừa đều có người thuyết pháp khiến hết thảy chúng sanh Sanh tâm hoan hỷ Bạn độ hóa chúng sanh Công đức mới có thể Thành tựu viên mãn Người được hung đúc Người được giáo hóa xanh tâm hoan hỷ xanh tâm ngưỡng mộ xanh tâm cảm ơn họ tiếp nhận trong cuộc sống thường ngày bất luận là ở nơi nào bất luận là lúc nào luôn luôn phải ghi nhớ tám câu kinh này giúp đỡ chư phật tiếp dẫn đại chúng giúp đỡ chúng sanh có duyên có thể dần dần ngộ nhập kinh luận mấy câu này ở trên kinh văn tiên hộ bỉ ý họ có cách nghĩ như thế nào có cách nhìn ra sao đối với phật giáo là có thiện cảm hay là có tâm hoài nghi quán cơ đầu tiên phải quán cơ trong quán cơ thì quan trọng nhất là hóa giải tranh luận họ có cách nghĩ cách nhìn của họ bạn xem tiên hộ bị ý phật bồ tát hiện tri thức từ bi biết bao trước tiên không phải là đem kinh văn ra để thuyết phục người ta không phải là cái ý này trước tiên là có thể tùy thuận họ cái phương pháp này cao minh tùy thuận trước sau đó lại xem thời tiết nhân duyên họ có thể tiếp nhận rồi lại giúp đỡ họ sửa đổi những kiến giải sai lầm sửa đổi những suy nghĩ sai lầm dần dần ưa thích phật pháp ưa ừ thích thiện tri thức tiếp nhận sự dạy bảo của thiện tri thức đây mới gọi là thành công vô tranh ở chỗ này hai chữ vô tranh này rất quan trọng tiên hộ bỉ ý lệnh vô tranh phổ thị chúng sanh an ổn xứ cái an ổn này là tâm người tu hành một đời quan trọng nhất là tâm an ở chỗ nào đây là việc lớn đây không phải là một việc nhỏ chúng ta có hay không chúng ta nếu như có cái chỗ an thân lập mạng thì xin chúc mừng bạn bạn trong đời này hậu phật nhất định có thành tựu vậy thì chúng ta tu tịnh độ đặc biệt quan trọng người học tịnh tông nơi đâu là chỗ an ổn vậy thế giới cực lạc của a di đà phật chính là chỗ an ổn người học tịnh tông bất luận là vào lúc nào bất luận là ở nơi đâu tâm an trụ ở thế giới cực lạc thời thời Không thể rời xa Tâm nếu như không ở thế giới cực lạc Vì thì thật quá đổi sai lầm rồi Thế giới cực lạc là an ổn xứ của chúng ta Một câu phần hiệu là an ổn xứ hiện tiền của chúng ta hiện tại bất luận là lúc nào bất luận là ở nơi đâu trong tâm chỉ có một câu nam mô a di đà phật ta Niệm niệm không rời a di đà Phật Miệng thì Tiếng tiếng không rời a di đà Phật Làm cho người xem Khiến họ sanh lòng tin khiến họ không đánh mất đi câu phật hiệu chúng ta niệm phật ra tiếng hay không ra tiếng đều không sao cả công đức là như nhau chỉ cần trong tâm có phật thời thời khắc khắc có phật vậy thì đúng rồi trong tâm có vọng tưởng trong tâm có tạp niệm phật hiệu trong tâm đoạn dứt rồi đây chính là việc hết sức sai lầm muốn sanh đến cực lạc thế giới cái tâm nguyện muốn giảng sanh thế giới cực lạc hết sức mãnh liệt cũng không đi được vì sao vậy câu phật hiệu gián đoạn rồi đến khi nào thì bạn có thể giảng sanh đến khi nào bạn có thể làm được tịnh niệm tương tục tịnh niệm chính là a di đà phật ngoài a di đà phật ra thì ý niệm gì cũng không có vậy thì mới được tự mình có thể giảng sanh biểu diễn cho người ta xem phổ thì chúng sanh phổ là phổ biến thị là làm ra tấm gương đem cái an ổn xứ của mình chỉ dạy cho người khác khích lệ khơi dậy cái an ổn xứ của người khác Khiến họ niệm niệm không ngừng dứt Họ đạt được ăn ổn xứ rồi Sau khi đạt được ăn ổn xứ Cái ý niệm này Cái ý niệm cầu sanh tịnh độ này Được tăng cường thêm Không hề chán đoạn Nhất định giảng sanh công phu niệm phật của bạn thanh tửu rồi người có công phu như vậy tôi nhìn thấy qua cũng không ít vẫn phải tăng cường thêm vì sao vậy việc nâng cao phẩm vị rất quan trọng. Ta công phu thành phiến rồi, vậy thì tốt quá. Công phu thành phiến chính là không gián đoạn. Trong tâm niệm niệm luôn có Phật, quyết định được sanh, giảng sanh đến thế giới cực lạc, có ba bậc chính phẩm. hy vọng bạn có thể nâng cao phẩm vị, vậy thì càng an ổn hơn. Sự an ổn của thượng phẩm. đều ở ngay trước mắt chúng ta tính tâm có đủ hay không nguyện tâm có đánh mất hay không Niệm đến công phu thành phiến Hy vọng là phẩm vị được nâng cao thêm một bậc Thượng thượng phẩm giảng sanh Tôi vì sao tu cái pháp môn này vậy? tại vì sao tôi không xả bỏ cái pháp môn này? vì pháp môn này có thể nắm chắc phận. A Di Đà Phật xây dựng nên, còn Thích Ca Mâu Ni Phật thì đích thân trao truyền cho chúng ta. Phật Đà, Thế Tôn và di đà đại ân đại đức vô lượng kiếp đến nay chúng ta ở trong lục đạo không có cách gì ra khỏi cho dù gặp được phật pháp 84.000 pháp môn Pháp nào cũng đều cần có chân công phu Giới định quệ mới có thể siêu dược lục đạo luân hồi. Công phu tam học không đủ thì không thể đi được rồi. Hay nói cách khác, 84.000 pháp môn dù chúng ta đã gặp rồi cũng không thể đảm bảo chúng ta được giảng sanh không thể bảo đảm chúng ta thoát ly lục đạo mối liên hệ này là rất lớn rất lớn không thể xem thường được cho nên nếu bạn có thể gặp được một cái có thể đảm bảo được Một pháp môn như vậy Phải nắm lấy cho thật chắc Sanh đại quan hỷ Nửa câu phía sau nói đến Phổ thị chúng sanh an ổn xứ Thử phương tiện giả sở hành đạo Phương tiện Thích ca mâu ni Phật vì chúng ta Mà mở rộng ra cánh cửa phương tiện Do đây có thể chứng minh được rồi Trong đời quá khứ của chúng ta Thiện căn phước đức học tập trong đời đời kiếp kiếp vẫn có thể cảm được cái duyên phận vô thượng ở trong đời này gặp được pháp môn tịnh độ đáng để vui mừng vì sao vậy? Chỉ có cái pháp môn này Mới có thể bảo đảm cho chúng ta giảng sanh Bảo đảm chúng ta công phu có thể thành phiến Có thể làm được Những cái khác Trong 84.000 pháp môn Không có pháp môn nào Có thể có chứng thư Đảm bảo cho bạn được Sự việc này không phải tôi nhìn thấy được trí huệ của tôi vẫn chưa đủ chưa nhìn thấy được là do lão sư lý bỉnh nam đã nói với tôi mách thiên vạn kiếp nang tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải như lai chân thật nghĩa chân thật nghĩa của niệm phật giảng sanh hoàn toàn không có nghi hoặc phải nắm lấy cho thật chắc một đời này thành tựu ngày ngày Cảm tạ. A Di Đà Phật. Đã vì chúng ta khai mở cái pháp môn này. Cảm tạ Bổ sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã đem pháp môn này dạy cho chúng ta. Chúng ta cũng nhờ có đời đời các tổ sư đại đức. Đã truyền thừa Đời này đã truyền đến chúng ta Ta hiểu rồi Ta có thể tiếp nhận Hạ quyết tâm Chăm chỉ thật là Chuyên tu Chuyên hoàng Đồng tham đạo hữu nào Có căn tánh tốt Chúng ta quen biết rồi Nếu họ không thể tiếp nhận cái pháp môn này Chúng ta phải có thiện xảo phương tiện Để giúp đỡ họ Phương tiện nhất trong pháp phương tiện Là phải làm tấm gương làm tấm gương hiện tiền không phải quá khứ không phải tương lai mà là hiện tại trong số đồng tu của chúng ta có không ít bồ tát tái lai làm sao để biết họ làm ra cái hình dáng của bồ tát cho chúng ta xem tôi nhìn ra được lưu tố thanh chị của lưu tố vân là cô lưu tố thanh và làm ra tấm gương này biểu diễn giảng sanh chỉ một tháng nói một tháng đi thì một tháng đã đi thật sự đã đi thoại tướng hiếm có cái duyên này không hề đơn giản đem dáng vẻ của việc giảng sanh biểu diễn ra rõ ràng sống động cho bạn xem bạn còn có thể không tin được hay sao có thể tin được vậy bà có thể đi thì chúng ta cũng có thể đi cái thế gian này không có cái gì đáng để lưu luyến cả không nên lưu luyến vì thì bạn sẽ không có cái gì để mà bận tâm nữa một lòng một dạ một câu di đà cầu sanh tịnh độ không có cái ý niệm nào khác vậy thì tốt đây là đạo phương tiện đây là đại đạo một người một đời quyết định thành công Chúng ta học được Chúng ta cũng phải giống như Lưu Tố Thanh vậy Làm ra tấm gương cho mọi người xem Chúng ta có cái tâm nguyện này Thì a di Đà Phật sẽ gia trị Chân thật là tứ lợi lợi tha Là pháp môn không hai đối với đại chúng đại chúng thì có người ưa thích những pháp môn khác chúng ta có thể giới thiệu cần nên tán thán việc tán thán người khác sẽ nói tại vì sao bạn tán thán mà bạn lại không học tôi không học nhưng có rất nhiều người khác học tôi tán thán những người đó vì thiện căn phước đức của họ cao hơn tôi tôi không sánh bằng họ tôi chỉ có cái pháp môn này là hành được thông họ thì pháp môn nào cũng hành được thông cả là đại thiện tri thức cho nên đều nên phải tán thán không có gì hủy bán Tán tháng người sẽ tăng trưởng thêm cho họ Thiện tâm, thiện niệm, thiện hạnh Công đức cũng là vô lượng Không những pháp môn của nhà Phật Phải tán tháng Mà pháp môn tu học của các tôn giáo khác Cũng nên tán tháng Cổ Đại Đức đã làm ra tấm gương cho chúng ta xem những việc như vậy rất nhiều phải chăm chỉ quan sát cho được thấy rồi thì phải chăm chỉ làm tự hành trì thì chọn lấy một môn còn hóa độ người khác thì phương pháp càng nhiều càng tốt để cho mọi người không bị luống qua một đời này đều có thể thành tựu đạo vô thượng được rồi xin cảm ơn mọi người cẩn dịch Ban biên dịch tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vòng tay cư sĩ amokgmail gmail.com Người đọc Hạnh quan Phát tâm cúng dường Do nhóm đệ tử quy Thành kính cúng dường Nguyện cả thảy chúng sanh Đều tín niệm di đà đồng cầu xanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật